Họ thấy chưa? Rồi, con mắt nữa đó. Rồi, đẹp quá. Đứng đây là quan sát hết một khu rừng tràm luôn nè. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp luôn. Từ từ, cái này từ thứ một. Rồi tới chị Bạch Mai. Tôi mới thấy được hai con chim. Rồi thì nhớ thấy gì không? Thấy không? Thấy không? Thấy anh, thấy cái tay anh cướp đi rồi thấy cái mặt tôi đó. Thôi chú thôi chú cái này ấy gì chú. Hả? Cái gì không? À, đây đây. Đó, thấy cái cây. Nó à, chắc là núi Trà Sư, à núi hôm qua mình lên núi Sam quá. À. À. Hello cả nhà. Chưa xây được. Rồi, để cho bác coi không. Đứng đây là tham quan hết được khu rừng tràm luôn, là đẹp quá. Con chim. Con chim màu xanh. Đẹp chưa? Ơi, cảnh qua góc khác rồi. Ta nhìn vô họ ta bị đuôi luôn á. Thấy gì không? Thấy cái cây. Cây. Trời ơi, chết mẹ. Đẹp quá, đẹp luôn nè.